là sôi động. Và từ sáng sớm thì người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về Thảo Cầm Viên để đón năm 2017. Năm nay thì tại địa điểm vui chơi này có một số hoạt động mới như là múa lân và trò chơi dân gian. Điều đó đã thu hút rất nhiều phụ huynh đưa con em đến đây để vui Tết 2017. Nay có nhiều cái chương trình do thiếu nhi phục vụ cho những ngày Tết, đó một sân chơi rất là hữu ích dành cho những em bé nhỏ. Đây là năm đầu tiên bé đón Tết cùng với gia đình thì mình cũng muốn bé được khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn. Tôi đang có mặt tại đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và như quý vị đã thấy thì sau một năm đi vào hoạt động thì đường sách không chỉ là một trong 10 sự kiện nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh mà đã trở thành một trong những địa điểm lý tưởng để người dân thành phố vui xuân về. Hôm nay đến đây thì nhộn nhịp lắm, đặc biệt là chị thấy nhiều gia đình á là mặc áo dài truyền thống, được con nít cũng mặc áo dài truyền thống nè, trông rất là có không khí, rất là vui. Một số địa điểm công cộng khác của thành phố Hồ Chí Minh cũng được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ lựa chọn để lưu lại khoảnh khắc trong năm mới. Vui năm mới, ai ai cũng háo hức vui tươi, cầu mong một năm bình an và nhiều hạnh phúc.